谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。感恩quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Kính bạch thầy, ngoài tông Di Thích ra thì có tông nào khác phân chia các pháp nữa không ạ? Thế Đạo Phật, cảm ơn con. Đây cũng là một cái câu hỏi lớn có liên quan đến cái sự phân chia của các pháp, phải không ạ? Đối với những cái tông phái lớn của Phật giáo. Thầy cảm ơn con về cái câu hỏi này. Thì thưa quý vị đó, ngồi cái bộ môn Di Thức, còn được gọi là Di Thức Tông, thì trong Câu Xá Tông cũng chia các pháp thành nhiều nhóm. Thì trên cái mặt đại cương đó, chúng ta biết rằng là Câu Xá Tông đã căn cứ vào cái bộ luận có tên là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, mà tác giả của cái bộ luận này là ngài Vasubandhu, cụ dịch là Thiên Thân, và tân dịch là Thế Thân. Cụ dịch là chỉ cho những cái vị dịch giả tiêu biểu như là ngài Kumala Thập được mệnh danh là Dịch Vương, bởi vì ngài dịch rất là nhiều và dịch rất là hay. Và tân dịch là từ cái thời nhà Đường như là ngài Đường Huyền Trang, một nhân vật rất là nổi tiếng mà sau này đã được tiểu thuyết hóa trong cái bộ Tây Du Ký. Thì chúng ta biết rằng là ngài Thế Thân Vasubandhu sinh vào khoảng 900 năm sau khi Đức Phật thì tịch Niết Bàn tại ở phía Bắc Ấn Độ. Và ngài là tác giả của 500 bộ luận, và trong đó có bộ Câu Xá Luận. Và đặc biệt là lúc mà ngài 80 tuổi đó, thì thưa quý vị, ngài đã viết một cái bộ luận rất là nổi tiếng, đó là Duy Thức Tam Thập. Và đây là cái tác phẩm cuối cùng của ngài Thế Thân. Thì nội dung của cái bộ luận Câu Xá, thưa quý vị, gồm 9 phẩm, 8 cái phẩm đầu là thuyết minh về cái sự tướng của mọi hiện tượng, tức là các pháp. Và cái phẩm chính cũng là cái phẩm cuối cùng, thuyết minh về cái lý vô ngã, tức là phủ nhận cái ngã tượng. Một cách giản lược thì bộ Câu Xá Luận đã thuyết minh về 4 cái yếu nghĩa hết sức trọng yếu. Thứ nhất là thể dụng của vạn hữu vũ trụ. Thứ hai, thưa quý vị, là nhân và quả của mê. Thứ ba là nhân và quả của ngộ. Và cuối cùng thứ tư là đạo lý vô ngã. Thì theo cái bộ luận Câu Xá này, các pháp, tức là mọi hiện tượng, muôn hữu vũ trụ, được chia thành 75 pháp. Và trong 75 pháp này thì, thưa quý vị, có 72 pháp thuộc về hữu vi và 3 pháp thuộc về vô vi. Thì bây giờ chúng ta đi chi tiết một chút. Đây cũng là một cái điều mà nếu quý vị chưa có quen đó thì cũng cảm thấy khó hiểu. Mà dù quen đi nữa thì cũng vẫn khó hiểu như thường nếu mà chúng ta không có nghiên cứu để có thể nắm bắt về cái tông chỉ của Câu Xá Tông một cách rốt ráo. Thì thưa quý vị, 72 pháp hữu vi được Câu Xá Tông chia thành 4 nhóm. Đó là 11 pháp thuộc về sắc pháp, rupa. 1 pháp thuộc về thức, 46 pháp thuộc về tâm sở, 14 pháp không thuộc về tâm
mà cũng không thuộc về vật, và ba pháp thuộc về vô vi, đó là trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. Thì trong 75 pháp này đó, thì thưa quý vị, theo Câu Xá Tông thì nó hàm chứa cả nhân, duyên và quả. Thì ngồi 100 pháp của Di Thức Tông và 75 pháp của Câu Xá Tông, thì khi nãy cháu Thảo Vy Jesse Nhật Hiếu Hạnh có hỏi là có những cái tông nào đã chia thêm những cái hiện tượng đó không, thì thưa quý vị, đó là Thành Thật Tông. Thành Thật Tông ở đây là một cái bộ luận phải nói rằng là rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Nó bao gồm một cái nội dung mà ở đó đó nó hàm tàng nhiều cái yếu nghĩa rất là quan yếu. Bây giờ mình cứ lấy một cái ví dụ như là về cái tâm sở đi, thì nó là gì? Đó là cái công dụng tinh thần rất là đặc thù, như là cảm giác, như là tri giác, như là tưởng tượng, vân vân. Và cái công dụng đặc thù này thì nó không phải là cái công dụng của tâm vương, nhưng mà nó có một cái tự thể riêng của chính nó, để nó hợp tác cùng với tâm vương tạo thành những cái cảm giác, những cái tri giác, như là thọ tâm sở. Nếu mà nó phối hợp với tâm vương thì nó tạo thành cái cảm thọ như là vui gọi là lạc thọ, hay là khổ gọi là khổ thọ, hay là xả thọ, hay là trung tính. Rồi mình lấy một cái thí dụ nữa, như đối với cái tâm bất tương ưng hành. Hành ở đây có nghĩa là tạo tác, những cái pháp mà nó có những cái công dụng tạo tác thì gọi là hành, như là sanh, trụ, dị, diệt, vân vân. Nó từ ở tâm và sắc mà nó hiện hữu, chứ không phải là như là cái tâm sở nó tương ưng với tâm vương. Thì khi mà nói đến những cái con ma, trong đó có ngũ âm ma, thì chúng tôi đã phân tích về sắc thọ tưởng hành thức tương đối khá chi tiết. Cho nên ở đây đó, nó không giống như là tâm sở, cho nên nó thuộc là cái bất tương ưng hành. Bất tương ưng hành. Rồi nói đến vô vi pháp là ba cái pháp, như là trạch diệt, phi trạch diệt và hư không vô vi. Thì ở đây đó, thưa quý vị, như khi nãy chúng tôi đã trình bày, thì Thành Di Thúc luận đó, mà Thành Thật Tông lấy cái bộ luận này để mà thành lập cái tông, có tông là Thành Thật Tông. Thì bộ luận này đó gồm có 16 cuốn, trong đó có 202 chương, do ngài Ha Lê Bạc Ma đã soạn vào thế kỷ thứ tư bằng tiếng Phạn, Sanskrit. Và mọi hiện tượng vũ trụ nhân sinh được phân làm 48 pháp, trong đó có 14 sắc pháp, 5 căn, 5 trần, 4 đại, 50 tâm pháp, 1 tâm vương, 49 tâm sở. Nếu mà so với Câu Xá Tông thì có thêm 3 cái tâm sở, đó là hân, tức là cái tâm hướng hở, yểm là cái tâm nhàm chán, và thùy miên. Và riêng về thùy miên thì Câu Xá Tông ghép lại thành một, chỉ một cái tâm sở là thùy miên, nhưng mà đối với Thành Thật Tông thì chia ra làm hai, đó là thùy và miên. Cũng trong 84 cái pháp đó, thì thưa quý vị, Thành Thật Tông chia thành có 17
bất tương ưng hành pháp, tức là phi sắc phi tâm pháp. Đối với 17 cái bất tương ưng hành thì thành thật tông nhiều hơn đối với câu xá tông ba pháp. Lý do là vì thành thật tông đã kết hợp mạng căn và đồng phận lại làm một, nhưng mà đồng thời thành thật tông có thêm vào lão tử phàm phu và vô tác, tức là vô bửu sắc, mà tông câu xá cũng đã phân chia. Riêng ba cái pháp được gọi là vô vi pháp thì nó giống như câu xá tông, gồm có trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. Đó là 84 pháp thuộc về thành thật tông, phải không ạ? Rồi 75 pháp thuộc về câu xá tông và 100 pháp thuộc về di thức tông. Nhưng mà con phải nhớ là khi mà phân chia những cái pháp nó có nhiều ít như vậy thì nó mang cái tính cách gọi là tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Vì tương đối để giúp cho những người tìm hiểu về những cái hiện tượng, thành thử ra chư tổ đã phân chia ra như vậy. Chứ còn nếu mà tuyệt đối thì chắc chắn là không thể phân chia, hay giả là nếu mà phân chia nhiều thì có hàng ngàn vô số, chứ không phải là 100 pháp hay là 75 pháp, hay giả là 84 pháp. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về Chùa Điều Ngự hoặc Chùa Diệu Pháp, số phone hiện trên màn ảnh. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu.